Chủ tịch Joan Laporta không ngừng nỗ lực để giải quyết khủng hoảng tài chính tại Barcelona. Theo hãng tin ARA của Tây Ban Nha, Barcelona hiện đang nợ hơn 200 triệu euro, 173 triệu bảng Anh, cho các đối tác của họ trong các thỏa thuận chuyển nhượng. Trong số này, 90 triệu euro cần phải thanh toán trong vòng 12 tháng tới, với phần lớn khoản nợ đối với Manchester City và Leeds United. Manchester City sẽ nhận 26 triệu euro sau việc bán Ferran Torres vào tháng 1 năm 2022, trong khi Leeds sẽ nhận 38 triệu euro từ việc bán Rafinha. Ngoài ra, Barcelona cũng nợ tiền đối tác liên quan đến Frenkie de Jong, Jules Kunde, Emerson Royal, Neto và Miralem Pjanic cùng với nhiều thỏa thuận khác. Hầu hết các khoản nợ này liên quan đến các thương vụ đã hoàn tất dưới thời chủ tịch Joan Laporta, người đã và đang nỗ lực để cứu vãn tình hình tài chính của câu lạc bộ. Joan Laporta đã tái đắc cử vào năm 2021 và phải đối mặt với khủng hoảng tài chính lớn tại Barcelona, một phần là do quản lý kém hiệu quả vào cuối những năm 2010, khi họ chi trả số tiền lớn cho các cầu thủ không đem lại hiệu suất như Antoine Griezmann và Philippe Coutinho. Tác động của đại dịch COVID-19 cũng khiến tình hình trở nên khó khăn hơn, và họ phải để Lionel Messi ra đi tự do vào năm 2021. Laporta tập trung vào việc chuyển đến câu lạc bộ các cầu thủ theo dạng chuyển nhượng tự do hoặc vay mượn, trong khi một số cầu thủ chủ chốt đã đồng ý cắt giảm lương. Barcelona cũng đã sử dụng các biện pháp kinh tế khác, bao gồm việc bán tài sản và bản quyền truyền hình, để thu thập càng nhiều tiền mặt càng tốt trong tương lai ngắn hạn.